Được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả khắp nơi qua dở cải lương Dương Dân Nga Thái Hậu, SBTN tiếp tục thực hiện tuần cải lương lịch sử nổi tiếng về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mê Linh Hào Kiệt, tức Tân tiếng Trống Mê Linh. Với các diễn viên gạo cội của đoàn cải lương phương Nam, chương trình sẽ được phát hành trực tiếp vào chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 lúc 3 giờ chiều giờ California. Để hoàn thành trọn tuần cải lương, SBTN luôn cần sự hỗ trợ về mặt tài chánh của khán giả. Quý vị có thể gọi cho đài SVTN ngay từ bây giờ hoặc trong ngày trực tiếp truyền hình Để đóng góp hỗ trợ về mặt tài chánh Hầu chúng tôi có đủ kinh phí thực hiện trọn tuần cải lương lịch sử này Mọi đóng góp và đặt chỗ xin gọi SVTN 714-636-1121 Hoặc Tuấn Châu 714-890-2794 Các cơ sở bảo trợ xin gọi 714-902-5869 Đài truyền hình SVTN xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị Trong kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 6 tháng Giêng năm 2023. Cho đến giờ này thì đảng Cộng Hòa vẫn chưa bầu ra được một chủ tịch Hà Viện. Ông Kevin McCarthy là một lãnh đạo Cộng Hòa là phải nói là thâm niên. Nhưng mà cái ước mơ của ông là trở thành chủ tịch Hà Viện. Nhưng ông bị 20 dân biểu ngán đường và họ tìm mọi cách họ ngán và 20 dân biểu này làm đưa ra một cái hình ảnh một đảng cộng hòa hỗn loạn và coi như là không còn từ ngữ nào nói một cách diễn tả cho nó trọn vẹn hơn thì 20 chân biểu này họ là những người như thế nào Quan ờ, ra xin ban xin cái xin ừ. thật cho coi cái laptop của Đấy. tôi để coi hình chân dung của 20 dân biểu này rồi xin mời nói tiếp vâng Đây. thì 20 người này họ là ai phân hướng như thế nào uh, nằm những địa hạt ra sao nói chung chân dung của họ ra sao thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong chương trình xoáy tin ngày hôm nay Xin vâng dũng vâng thì chúng ta thấy đó 20 dân biểu này là tất cả đều là đảng cộng hòa và hầu hết họ đều là fan cứng của cựu tổng thống donald trump điều đó chúng tôi có nói nhiều lần trên chương trình fbt morning và các chương trình khác À, và trong hôm trước tôi có nói với quý vị theo tờ báo tờ nhật báo Washington Post đó, họ nói là 18 người trong số 20 người này là ở nhiều mức độ khác nhau bác bỏ kết quả của bầu cử tổng thống năm 2020 mà ông Biden thắng ông Trump hoặc là dèm pha nó hoặc ủng hộ những người mà gọi là ở đột nhập vào tòa nhà của quốc hội ở mức độ khác nhau riêng tờ New York Times đó, thì họ điểm mặt chỉ có 12 người thôi thì họ nói 12 người này là 12 người bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020 bởi vì họ có bỏ phiếu chống cái chuyện đó. Đó. Thì 12 người như vậy là hơn một nửa. Quý vị thấy không? Hơn một nửa. Thì trong đó gồm như anh Long có thể cho coi cái hình được không? Yes. À. Hơn một nửa. Đó, những người này là công khai, công khai bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020. Đó, so với 15% của tổng số 22 vị dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện Đó là theo cái tờ New York Times họ phân tích như thế Tức là nhắc lại quý vị Trong tổng số 222 dân biểu Cộng Hòa ở Hạ Viện Thì có 15% là bác bỏ công khai bác bỏ kết quả bầu cử 15% là độ khoảng chừng ba mấy người đúng không anh? Gần đúng. 40 người Đó nhưng mà trong số 20 người mà bỏ phiếu chống ông McCarthy trong 3 ngày qua thì có 12 người công khai bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Đó. Thì khi họ bác bỏ thì họ nói gì? Họ nói hoặc là cuộc bầu cử này gian lận, hoặc là cuộc bầu cử này bị đánh cắp, hoặc là ông Donald Trump mới là người thắng cử thật sự và hợp pháp. Đó là một trong ba cái mức độ đó và chúng ta biết kết quả ta biết rồi ông biden thắng ông trump 7 triệu phiếu phổ thông hơn 7 triệu phiếu mặc dù nó không tính nhưng mà phiếu đại cử tri thì ông biden thắng gọi là long trời là đất và là landslide bảy phiếu đại cử tri đúng không ví dụ trong số 12 người này thì có bà dân biểu anna paulina luna của florida bà này là mới được đắc cử lần đầu tiên bà là một trong năm người mà coi như là mới đắc cử lần đầu trong trong 10 trong 20 người có 5 người mới đắc cử lần đầu thì bà là một trong 5 người đó thì bà Luna từng nói tổng thống Trump mới là người thắng cuộc bầu cử năm 2020 Nghe không rồi trong số này có hai người bây giờ được coi là trưởng nhóm gọi là đầu đảng đó là dân biểu Mark KS của Florida và dân biểu Andy Bix của Arizona hai ông này là hai ông chống anh long có thể cho người ta coi hai ông này hai nào lấy lấy cái 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 nhỏ hơn tại vì nó nhỏ quá anh anh, anh không sẽ anh phải lấy cái con cursor anh chỉ cho người ta Đây đi 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 đây đây là ông Gates trên cái uh, mũi tên còn đây là ông Andy Big Andy, Andy Big đó. của Arizona Arizona mà ông Andy Big đó à, đó rồi uh, gần như tất cả những người này đều bỏ phiếu chống ông McCarthy và họ đều có từng tuyên bố ít hoặc nhiều và thường xuyên liên tục về cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 không giống như những người còn lại trong đảng cộng hòa tức là gần như tất cả 20 người này là họ mạnh miệng hơn và tố cáo cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận rồi nhìn bức tranh lớn hơn chúng ta thấy trong tổng số 222 vị dân biểu cộng hòa hiện nay ở hạ viện liên bang hoa kỳ thì có ít nhất là 180 người từng thắc mắc về kết quả bầu cử năm 2020. Đó, để cho quý coi 20 người này sơ khởi đã vậy. Thì chúng ta hiểu ngay họ là fan cứng của ông Trump. Và cái ảnh hưởng của ông Trump đối với những người này khá là sâu đậm từ trong tâm khảm của họ. Thưa anh Đồng. Đó, rồi. Cái điểm đặc biệt, nữa, xin mời anh tiếp tục Nhóm người này thì người ta nhận thấy rằng là trong 20 người này thì 19 người trong số họ là Đâu, vâng. Bạn có thể cho thuộc laptop cái, của nhóm, là thuộc của cái nhóm, là Freedom Đây, 19 Caucus. Người. Yeah. Dạ. Freedom Caucus, cái nhóm này họ hình thành khá là, là, là lâu. Từ cái thời mà ông John Biner, John Biner yeah. Dạ. làm chủ tịch Hạ viện. John Biner là một chân biểu Cộng Hòa, phải nói là vô cùng thâm niên. Ông là một dân biểu đến từ Ohio. Và cái nhóm Freedom Caucus trong thời gian đó khi lập ra là ngán đường tất cả mọi chuyện và chính họ gây ra cái chuyện mà đóng cửa chính phủ trong cái thời gian. Bởi vì bất đồng những cái vấn đề về nâng trần nợ, tăng thêm tiền cho chính phủ. Thì những người mà chống lại ông Kevin McCarthy ở đây thì có 19 người liên quan đến cái nhóm Freedom Caucus này. Họ là thành viên mà liên yeah, quan yeah. này, yeah, thành họ viên là thành viên luôn, thành viên. Thì uh, cái nhóm này thì thật sự là họ cũng không có phải là là nhiều. Số 19 này chỉ có là khoảng chừng 50% của cái nhóm phi đoàn có cơ. Nó có chỉ không, có chừng không, không, 50 30 người à? Không, không, bây giờ trong 20 người này. Dạ. Yeah. 19 người thuộc là thành viên phi đoàn có Tương đương 95% của trong 20 người này, được chưa? Yeah. Yes. Uh -huh. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà nếu chúng ta mà so sánh ở mức độ lớn hơn đó thì toàn bộ 222 vị dân biểu của Đảng Cộng hòa Đài viện thì nếu 1/5 yeah. là trong phi đầm Caucus. 1/5 là bao nhiêu? Là một khoảng gần à, 40 khoảng 40, 40 đúng không? Yes, khoảng 40, 40 người. Uh -huh. Thì trong đây mới hết 19 người. Yes. Ừ uh ừ. -huh. Coi như, coi coi như gần đời, 50%. 50%. Phần trăm. Đó, mà, mà cái mà, điều hả? đáng chú ý nữa là Ông nhân biểu Jim Jordan. Xin mang kỹ thuật cho xem cái màn laptop của tôi. Ông trên biểu Jim Jordan. Yes. Ông này lại là cái người sáng lập yeah, đồng ra sáng lập cái nhóm Freedom Caucus mà ông này là người ủng hộ cho ông Kevin McCarthy. Yeah. À, ông này là của bang Ohio quý vị. Đó là yeah. cái điều mà quý vị. Đây là những cái chi tiết mà chúng ta chú ý. Những cái quan điểm của những nhóm nhóm cái những người này, họ thuộc những cái nhóm phải là cực kỳ bảo thủ nhưng mà những cái vấn đề mà bên trong đó đó họ đều có những cái quan điểm nó mang tính chất gì riêng hơn cá nhân hơn là họ có môn mang một cái ý thức là của một cái tập thể nào đó tức là họ có khác biệt trước đây hoặc là ừ. nhiều nhiều tuyến nhưng mà giờ trọng riêng trong cái, cái, cái 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 nhóm mà 20 người này là họ giống nhau một chuyện là họ chống một cái bị marketing đó chờ ông Jim Jordan đó thưa quý vị ông này đã là fan cực kỳ cứng của ông Trump. cũng giống như 20 người này nhưng ông lại ủng hộ ông McCarthy Vì sao thì chúng ta không biết Nhưng mà ông là một đồng minh của McCarthy từ lâu nay Thì có lẽ ông không muốn thay đổi cái hiện trạng hiện nay Bởi vì nếu bây giờ một người khác lên Không vào là kỳ McCarthy Thì cái quan hệ của ông với ông bên McCarthy coi như dục ra Có đúng không? Cho nên họ muốn giữ cái quan hệ đó Thì tôi đang chơi với Long lâu năm mà giờ tự nhiên đổi cái khác vô Tôi đâu thích đâu Dù tôi không thích ông Long, không thích ông Long Mà biết tôi ông Long nó quen việc với nhau rồi Đó, đại khái như thế thì uh, trong đó có một nhân vật đấy, anh vòng 3, vòng vòng 4, vòng 5, vòng 6 bầu nhân vật này đó là ông Byron Donald của Florida ông này có gì đặc biệt không anh uh, ông Byron Donald, thứ nhất xin bàn kỹ thuật cho xem cái màn hình laptop để quý vị nhận ra khuôn mặt này nhìn vào cái mũi tên của chúng tôi yeah. ông này là một chân biểu phải nói rằng là, là da màu yeah. người Mỹ gốc Phi Châu ông này là dân ở New York sau đó rồi anh học xong xuôi rồi mới mua về Florida và ngày trước ông này là người dân chủ nhưng mà sau đó là hoạt động chính trị đứng về phía Cộng Hòa và khi mà đứng Cộng Hòa không phải một cách đơn giản ông lại đứng về phía gọi là cực khẩu ừ. thì và điều đáng chú ý là ông này làm cái khóa này là cái khóa thứ hai ông đắc cử. Nhiệm kỳ thứ hai. Nhiệm đắc kỳ, kỳ thứ, thứ hai. hai thì ông chỉ mới gọi là có kinh nghiệm được một nhiệm kỳ mà thôi. Ừ. Và trong thời gian vừa qua chúng tôi có lưu ý quý vị trên chương trình SPTN. Thì cái nhóm 20 người này đề cử ông là cha đối đầu với ông Kevin McCarthy. Thì cái cái chuyện mà quý vị cũng cũng để ý rằng là sang qua ngày hôm qua đến cái vòng thứ uh, thứ thứ 10 thứ thứ mười mười một là họ loại ông này ra, yeah. không còn ông này nữa. có nghĩa rằng để là ông Oklahoma, yes. là ông, ông ông, ông, ông yeah. cái... bị có nghĩa rằng là họ chỉ đưa một cái trò chơi mm. để mà phá phiếu mm. ông kevin mccarthy rồi đưa ra một cái biểu tượng giống như là họ rất là không có tinh thần kỳ thị chủng tộc là bởi vì cái hình ảnh của ông Donald họ đưa ra ngày hôm qua nó đứng sánh vai chung với ông hà đợt kim... Đó. Ba, vòng yeah, hà ba kim ba vòng hà kim jeffrey của ông bên phía dân chủ là một người da đen ừ. mà ông này đen hơn ông kia nữa đó, đó thì mạnh hơn quý vị nữa. nhưng mà rốt cuộc họ chỉ đem ông này ra chỉ là trò chơi rốt cuộc họ loại ông này ra qua vòng thứ 10, vòng thứ một ngày hôm qua họ bầu họ chám vào ông kia hơn và sau đó họ chám bằng ông donald trump <laughs> vâng. một cái điểm đáng chú ý nữa trong số 20 người này như sáng nay trên trình Morning tôi nói trong 20 người này thì có 15 người tái ứng cử và tái đắc cử. Học xin lỗi nói lại có 15 người tái đắc cử. Và có 5 người mới đắc cử lần đầu. à, không? ý nha. Trong hai thì người ta lại mới 5 người mới đắc cử lần đầu mà tại sao thành phen cứng trong đối mới lại lạ. Tức là từ có lẽ là vì cái lúc mà họ ở ngoài đó chưa ra vô ứng cử đó, họ được ông Trump ủng hộ trong cái primary có yes, thể lát nó đi đến chuyện đó. Thì chúng ta thấy 15 người này nè. Trong số 15 người này thì có 14 người trong số 15, nhắc lại nhé, trong 20 người bỏ phiếu chống ông McCarthy thì có 15 người là tái đắc cử. Cái cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa rồi. Và trong 15 người này thì có 14 người này nằm trong số 139 vị dân biểu Cộng Hòa mà ngày 6 tháng Giêng năm 2001 bỏ phiếu không chịu xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Tức là họ bác bỏ kết quả đó mà họ nói rằng là ông Trump là người thắng. Xin nhắc lại. 14 người này là thuộc số 139 vị dân biểu Cộng Hòa mà ngày 6 tháng Giêng đã bỏ phiếu phản đối kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Đó. Và nếu chúng ta so sánh với toàn bộ những người mà đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa thì trong đó, đó chưa tới 2 phần 3 chưa tới 2/3. không? Những người Đảng Cộng hòa là phản đối kết quả bầu cử. Đó. Thì như vậy anh Lâm, anh long thấy sao? 14 của 15 là cũng là khoảng chấp xỉ 90% rồi đúng, yeah, uh -huh. đúng không? Đúng yes. không? Uh -huh. Trong khi cái số mà toàn bộ dân biểu của Đảng Cộng hòa mà phản đối kết quả bầu cử đó chưa tới 2/3. Trong 139 người yeah. uh -huh. là chưa tới 2/3 của đó. Để cho quý vị so sánh để quý vị thấy xin quý vị đừng màn hình fptn chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ bằng tầng SPTN trở lại với những người mà đã, đang chống ông Kevin McCarthy. Thì thưa quý vị, trong số những người này thì uh, họ là những người mà không bỏ phiếu chuẩn thuận kết quả ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Và cái thân phận của họ trong ngày 6 tháng Giêng thưa quý vị, chúng ta được biết là phần lớn chạy bán mạng bởi vì cái sự gọi là tấn công của những người nổ loạn trong đó chúng tôi muốn lưu ý quý vị một người mà cái hình ảnh phải nói trở thành chuyện câu chuyện khôi hài à, xin mặt kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi ông Andrew Clyde quý vị nhìn cái màn hình cái cái mũi tên của chúng tôi ở đây ông này sau này thì nói là những người bạo loạn đó à, đâu khác gì là khách du lịch đi vào trong khách du lịch à, rất à, hình lành hay gì đó ông nói không không phải ông nói không có gì họ là khách du lịch họ là khách du lịch họ là khách du lịch nhưng mà trong cái ngày 6 tới tháng riêng người ta chụp được cái hình ảnh của ông là, là như thế này quý vị ông là người đi chính giữa ở đây ông là người khách du lịch hiền lành của ông đó thì nhưng mà ông phải khiên phụ những người khác khiên tủ khiên cửa để chặn cửa lại để cho không cho khách du lịch đi vào Ờ, khách du lịch tấn công à, 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 khách du lịch tấn công đi à, vào ai mà cản thì tôi dùng ngôn ngữ của ông mà vậy thì à, đi thì vào thì là ông về đi vào trong mặt kép đó. thì thưa quý vị ông chính là cái người mà gọi là tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình nhưng mà ngay sau đó ông lật ngược lại và ông trở thành một cái người coi như là thưa quý vị, nói dối một cách công khai trước mặt chúng ta chứng kiến thì đó là cái chân dung của những người mà đang chống ông Kevin McCarthy hiện nay là như thế thưa Tôi không tôi không có ngạc nhiên. Ừ. Anh ngạc nhiên chứ tôi không ngạc nhiên. Anh bảo là những người những người nói dối, ông <laughs> ông ông anh, 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 Andrew Clyde là ông nói dối có đúng không? Đúng không? Yes. Andy phải không? Ông Andy phải không? Dạ uh, yeah, Andy. Andy Clyde là ông nói dối không nói dối được bởi vì <laughs> cái người mà ủng hộ ông cũng là người nói dối thì thưa quý vị trong số 20 người mà chống ông Kevin McCarthy đó, có tới 17 người được ông Donald Trump chính thức ủng hộ trong ừ. cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm 2022 vừa qua, được chưa? Như vậy là bao nhiêu? Tương đương 85% trong số 20 người. 17 là 85% đúng không? Xin bằng kỹ thuật cho xem màn ảnh lắp của tôi. Hả? Đây, 17 người này được ông Trump chính thức ủng hộ trong năm 2022, tương đương 85%, hiểu không? những người bỏ phiếu phản đối ông McCarthy. Con số này nó cao hơn con số của tất cả các cái dân biểu Đảng Cộng Hòa mà trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 1 vừa qua được ông Trump ủng hộ. Ông Trump ủng hộ khoảng 67%. Tức là cứ trăm người ủng hộ 67 người. Thì trong hai trăm mấy chục người đã, đã ứng cử ra là ba bốn trăm người đó, chúng ta không biết thì sáu mươi bảy được ông Trump ủng hộ coi như là bằng 2 phần 3 đúng không? Yeah. Yeah. Nhưng mà cái số yeah. người mà được ông Trump ủng hộ mà nằm trong số chống ông Kevin McCarthy á tới 85% được. Mà trong khi ông McCarthy lại được ông Trump ủng hộ gọi là Mike Kevin. <laughs> tôi ơi, tôi tôi không thể nói với anh Long là Mai Long được. Ờ, anh nói tại vì không được. họ tụi họ Mai. Thì Mai. Đó, đó đó đó, kẹt đó. <laughs> kẹt cái đó không thể nói Mai Long được. <laughs> tôi hiểu là ông long thân thương tôi phải gọi là mai long là mai long là họ mai <laughs> mai Kevin, tức là nó nó quái âm chỗ này thưa quý vị ông trump ủng hộ 17 người này trong số 20 người chống McCarthy thì mà ông trump cũng ủng hộ McCarthy, thì gọi McCarthy thì là mai Kevin, chứ không phải mai sti mai thì kiểu trước lộ mà mà cái mức độ mà chống ông Kevin McCarthy trong số 20 người này tỷ lệ là 85% phần trăm cái tỷ lệ ông Trump ủng hộ những cái này nó tới 85% so với tỷ lệ ông ủng hộ toàn bộ các vị dân cử uh, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là chỉ có 67% thôi. Đó, đó là cái điểm cũng đáng chú ý tại. Vâng, thì uh, những người mà ông Donald Trump ủng hộ và những người mà nằm trong cái nhóm 20 người này cái xuất thân của họ họ đại diện cho những cái tiểu bang nào, khu vực như thế nào? Địa hạt nào thì địa đúng hạt đúng nào thì thưa quý vị thì coi như Xin gần thờ, thờ, cho coi cái laptop của tôi để để quý vị thấy một nửa trong số của những người này là đến từ những cái tiểu bang bảo thủ Texas Arizona và Florida thì phần lớn họ đến từ ba tiểu bang này còn những người khác rải rác một số nơi chỉ duy nhất có một ông là ông uh, Harry ông Harris Xin lỗi ông Harris là đến từ tiểu bang Maryland, còn phần lớn đều đến từ các tiểu bang gọi là bảo thủ. Đâu có đâu anh Harris, đâu có Ông đâu Harris, Maryland, gì? địa hạt số 1, anh lên cái bức hình này. À, đoàn thế rồi, thế rồi, thế rồi. Dạ, ông dạ, Andy là đoàn Harris đoàn. là tiểu bang Maryland, còn tất cả những người khác đều nằm trong những tiểu bang bảo thủ. Và đặc biệt, một nửa trong số họ đến đâu, từ anh, ba tiểu bang. Vùng, vùng bảo thủ đúng, đúng hơn. hơn nhưng mà một nửa là từ, từ các từ tiểu bang các bảo thủ. Tiểu bang, vô cùng bảo thủ, yeah. Arizona, Texas và Florida. Ở uh, đây là thực ra thì mà Arizona đã, đã thành purple rồi. Yes. <laughs> Nhưng mà những cái địa hạt mà họ đại diện là địa hạt bảo thủ. Ví dụ chúng ta thấy này, Arizona này, bằng có thật cho coi lại cái laptop của tôi cái này. Tôi thấy này, ông Crane này, cái vùng này là vùng Prescott này nha. Uhm. vùng này là gần Grand Canyon rất bảo thủ. Ông Big này, đó, cái vùng này nè, là Tucson này chỗ này tại sao bảo thủ tại chỗ nào chống dân như bởi vì cái di dân hay đi qua lắm ông go xa khỏi nói rồi ông ở phía bên đây nó giáp với california quý vị lên lạ tại sao giáp california bảo thủ tại vì vùng california vùng này là vùng sa mạc vùng này rất không bảo thủ không hẻo lánh rất bảo thủ đó còn bà bơ đó thì chúng ta thấy là đây nè đó colorado cái vùng này nó bảo thủ Chứ trên đây như denver các thứ đó, nó đỡ hơn Rosendale thì thưa quý vị khỏi nói là ông Montana này ông uh, mà chỉ bà Maxine Water đó ừ, nhớ uh, uh, không kể dưới đây chúng ta thấy nè Texas nè có ông Shell nè, Cloud nè, ông Roy nè đặc biệt ông Roy đây là cái vùng này bên ngoài San Antonio yeah, nhiều. Uh, nhưng mà bên ngoài thế nhanh vùng yeah. này thưa quý vị ông này ông đại diện vùng đất rất là rộng bởi vì đây đất, đất rộng người thưa đó lớn lắm uh, uh, ông Gas cũng ta thấy là Florida nhưng mà Florida đó không phải chỗ nào bảo thủ chúng ta nhìn nè lý do ông KS ông ở chỗ này là chỗ Pensacola nó giáp lại Mississippi, yeah, Mississippi. Yes. vùng này cái bảo thủ nên nó ảnh hưởng luôn ảnh hưởng gọi là địa lý đó còn Luna à bà Luna thì cái vùng này sao nhớ không lầm đây là Saint Petersburg đó vùng này bà này mới lên ông Donald dài là cái vùng là vùng nhà giàu ở uh, Naples với lại Saint với lại uh, với lại uh, cái gì uh, tôi quên mất rồi đó đại uh, đại khái vùng Naples đó chứ bên này nó lại lại là, là, là cấp tiến nha quý vị à, bên này bên bên bờ và biển đó là cấp tiến đó nó khác còn đây ông Clay thì cũng biết rồi Georgia đây là giáp canh này là anh À not uh, sao cái là nó chứ not cái nào sao nào ú rồi cái ổ này thì đúng rồi cực kỳ bảo thủ rồi ông Clay bởi vì ông bảo là mấy người này đi du lịch là đúng rồi thấy không còn ông oi thì Tennessee khỏi nói đó đây là những bảo thủ đặc biệt như Long nói là ông Harris ở Maryland cái này hơi lạ ừ ông gút ở uh, Virginia thì vùng này thực ra thưa quý vị tiểu bang Virginia bây giờ nó tím. purple nó ừ. đang tím nhưng ừ. mà cái vùng này là chắc là bảo thủ lắm nên ông mới dám nói uh, ông ông mới nói cái ông ông uh, ông uh, Kevin McCarthy đó là uh, một phần của của đầm lầy. Đã. Còn Perry thì thưa quý vị đây cái vùng này là uh, cũng là bảo thủ ở uh, phía Pe quả, Pennsylvania Pennsylvania yeah. nhưng mà yeah. cái chỗ này giữa nó không giữa này yeah. nó gần gần, gần Harrisburg. Ừ. Yeah còn Philadelphia phía trong này nó gần cái anh New Jersey với anh New York thì bị ảnh hưởng nó cấp tiến hơn đó. Chúng ta nhìn ta thấy ngay là đó là cái về mặt địa lý của các cái vị dân biểu này. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra, đó, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi trình bày đó, thì người ta nói là nó còn một cái cái chuyện gọi là riêng tư bên trong nữa. Tại sao những người này ghét ông McCarthy bởi vì họ coi ông McCarthy là một người lãnh đạo không nhất quán một người gọi là gốc trung hoa tại sao tôi gọi gốc trung hoa tôi không biết à, không còn ba <laughs> nhỏ hứa hứa cho nhiều cũng vậy thôi ông hứa không làm này ông không làm kia và ông flip flop này như con tắc kè đồ màu thực ra chính trị gia tôi nói nhiều lần quý vị là đều có đồ màu hết nhưng mà đổi như thế nào cho nó khéo ông kiều bắt bắc thì quý vị nhớ ngày sau tháng giêng sau đó họp sau sống sau... chính ông nói ông donald trump phải chịu trách nhiệm cho chuyện này sau đó ông gặp những người đảng cộng hòa riêng ông bảo là tôi sẽ nói ông trump lúc đó tôi còn nói ông trump là từ chức cho cú ừ. điện thoại sau ông riêng nhưng mà sau đó ông im lặng cái chuyện đó nhiều người nói là ông hoàn toàn ông im lặng không nói gì cả sáu ngày sau khi ông trump rời tòa ốc thì ông về lại Malago ông bắt tay bắt chân với ông trump chụp hình chung với ông trump mà nói làm việc chung với ông trump sau này cái vụ mà nói là ông trump từ chức ông không có tiết lộ ông bác bỏ luôn thì bị bà dân biểu Bowler của tiểu bang Washington tiết lộ bởi hôm đó bà có mặt đó mà thậm chí bà bà bị hạ viện gọi là điều trần luôn nhớ không ông mới kêu bà ra mà đáng lý cô phải đến nói với tôi trước bà phải nói với tôi trước tại sao bà nói vậy biết bà trả lời sao ông muốn tôi nói dối hả à? you want me what do you want from me lies đó sau đó ông trừng phạt bà này bằng cách là ông đổ tiền và ủng hộ đối thủ của bà này trong cuộc bầu cử sơ bộ. Đương nhiên bà thua. Bà thua thì cứ ứng cử viên kia lên của Đảng Cộng Hòa. Cực đoan quá. Thua luôn cái ông dân chủ, Bất ghế bà dân chủ. Đó. Rồi còn những cái chuyện khác nữa ông làm. Chẳng hạn như ông trừng phạt bà Lichini và ông Adam Kissinger. Thấy không? chính ông làm những cái chuyện đó người ta nhìn và bảo đúng ông làm như vậy là hay theo đảng nhưng mà rõ ràng ông không có cái đức tính của một lãnh đạo lãnh đạo phải chịu chơi phải ngang đảng anh đâm sau lưng anh, anh anh chính sĩ của anh anh đâm những đệ tử của anh Cho đó người ta không tin đó là một lý do nữa, có lẽ là 20 người này họ chống ông này vâng điều cuối cùng chúng ta thấy một chuyện khả năng là ông Kevin McCarthy chống ông phản đối ông Trump trong ngày 6 tháng Giêng sau đó ôm chân ông Trump đi ngược lại những gì mình nói và ông đứng hầu như là binh vực một cái kẻ nổi loạn rốt cuộc bây giờ ông lại bị chính những người khác nổi loạn nổi loạn ông ông coi như là bây giờ ông nếm cái mùi này phải nói rằng là tức là thông tin ông nữa à cái mất niềm tin yes. dạ. cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy tin ngày hôm nay chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui bình an và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sptn morning vào tuần sau